sau đây là một số gợi ý giúp bạn sắp xếp đồ đạc hàng hóa trên thùng xe an toàn và chắc chắn trên bảng witech được trang bị sẵn lót thùng xe giúp hạn chế đồ đạc hàng hóa bị trượt và va đập vào thùng xe khi xếp đồ lên thùng hoặc khi xe đang di chuyển Tấm lót thùng này còn có thể giúp bạn thoải mái hơn khi đầu gối tiếp xúc với sàn thùng trong lúc xếp đồ lên thùng xe. Các rãnh được thiết kế trên lót thùng cho phép bạn dễ dàng phân chia không gian thùng hàng thành các ngăn phù hợp với nhu cầu. Bạn có thể cắt một đoạn gỗ với kích thước dài rộng cao lần lượt là 1575 x 90 x 45 mm để tạo vách ngăn ở vị trí vòm bánh xe hoặc đoạn gỗ với kích thước dài rộng cao lần lượt là 1530 x 90 x 45 mm để tạo vách ngăn ở sàn xe. Bạn cũng có thể tạo các ngăn chứa đồ dọc thùng xe bằng các tấm gỗ có kích thước 570 x 140 x 19 mm. Thùng xe còn được trang bị sẵn 6 vị trí móc cố định giúp bạn dễ dàng trang buộc hàng hóa. Hãy luôn đảm bảo sử dụng ít nhất hai móc để cố định hàng hóa an toàn trên thùng xe. Tải trọng tối đa của các móc cố định này là 125 kg giữa hai vị trí đối diện nhau hoặc 272 kg ở hai vị trí chéo nhau. Lưu ý khi sắp xếp hàng hóa nặng, hãy đặt hàng hóa ở vị trí giữa thùng xe, về phía trước càng xa càng tốt để giữ xe cân bằng và điều khiển xe dễ dàng hơn. Dây đai chằng hàng hóa cần phải được thắt chặt. Nếu bạn lo lắng rằng dây trăng quá chặt gây ảnh hưởng đến hàng hóa, hãy đặt một miếng vải hoặc một tấm thảm tại các điểm chịu lực. Khi chẳng buộc nhiều vật dụng, đảm bảo bạn không thắt chặt dây đai này với dây đai khác. Điều này gây áp lực quá mức lên hàng hóa và có thể khiến dây đai bị lỏng ra trong suốt hành trình của bạn. Thay vào đó, hãy chẳng buộc vào một móc buộc khác hoặc chọn vị trí cố định hàng hóa tốt hơn trên cạnh thùng được trang bị thêm các vị trí gá buộc hàng hóa và vị trí lắp đặt thanh thể thao với tải trọng tối đa 40kg. Ngoài ra, bạn hãy lựa chọn chế độ lái phù hợp khi cần chở đồ hoặc móc kéo. Chế độ tow, haul được tối ưu hóa thời điểm sang số của xe để đáp ứng việc kéo hoặc chuyên chở các vật nặng hơn. Đôi khi bạn cần cân nhắc, sắp xếp và đóng gói lại hàng hóa để đảm bảo hàng hóa được sắp xếp an toàn và hợp lý trước khi khởi hành. Và hãy lưu ý, phụ kiện lưới che hàng không đủ để cố định các vật nặng một cách chắc chắn, đồng thời tránh đặt quá nhiều hàng hóa trên giá nóc. Việc này sẽ giúp bạn điều khiển xe dễ dàng, an toàn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.